Vâng, mến chào cả nhà. Thì đúng như mà là một lời đồn, lời tiên tri và lời dự đoán trước tất cả các sự việc đang xảy ra tại khu vực bãi biển Trần Phú, Nha Trang, đặc biệt là khu vực là sân bóng đá thanh niên. Mỗi một lần diễn ra một lễ hội gì đó thì lại mưa sấm chớp ầm ầm. Và khi mà lễ hội đó vừa qua đi thì đây các bạn ơi, trời êm biển lặng và đã có một chút nắng le ló ở phía cuối trên trời xa kia. Hôm nay là ngày 22 tháng 11, sau khi đại nhạc hội tại sân bóng đá thanh niên qua đi thì chúng tôi ghi nhận được hôm nay ngày 22 tháng 11. Hiện tại Nha Trang đã hết mưa các bạn nhé. Những chuyến đi đảo và những chuyến đi du lịch Nha Trang sẽ trở nên trọn vẹn hơn, vui hơn, ý nghĩa hơn khi mà trời không mưa, biển xanh, mây trắng, nắng vàng đang chờ đón các bạn. Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà.